này là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Đầu suối quên lọt nào. Đầu suối quên lọt. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải. Đó là pha đổi người đúng hướng của Amakri. Quang Hải rất tự tin và đá rất khó, nhưng đó là một pha bóng xuất sắc của Amakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Bouzadeh bên phía U23 Qatar. Bouzadeh. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Ahmad Quy, môn của Qatar. Và đó là một tình huống cảm phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu. Đội trưởng Lương Xuân Trường. Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Đá chạm vào giữa khung thành. Thì là tuyệt vời. Khi mà thủ môn Hàn Bắc Phi đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn Hàn Bắc Phi cũng như là ban huấn luyện của U23 Qatar. Đúng là như vậy, đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước. Chắc chắn là như vậy khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi được điều về đá góc trái. Tiến Dũng. Không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mesan. Quả đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đức Trinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Hà Đức Trinh. Trong khoảnh khắc như vậy thì hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Trận đấu trước U23 Iraq, Đức Trinh đá tốt và vận này vẫn là một quả đá chất lượng. Tỷ số luân lưu đã được cân bằng. Và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar, Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương, Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng. Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. Số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức.